mong đợi về để nói với nhau mấy lời. Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì Ngọc Châu vừa vượt một hành trình rất là dài từ thành phố Hồ Chí Minh đến với Cà Mau, một hành trình hơn 350 km để mà tìm gặp, hỏi thăm gia đình chị Lụa cùng với bé Nhớ. Và bây giờ mọi người hãy cùng theo chân Châu để mà vào thăm gia đình nha. Nuôi bé hồi lúc bé 3 tuổi, cha bé bỏ. Rồi lúc đó là cũng đi làm thuê, đi vô trong rừng gốc củi, rồi đi làm hồ. Ai mướn gì dân dân có tiền là mình cứ làm đặng cho bé nó học. Và thực sự thì em cũng qua cái thông tin với lại được chị Hạt chia sẻ thì em cũng biết là bé nó cũng sức khỏe nó cũng không đảm bảo được cái quá trình học tập nhiều. Thế lúc mà nó mệt đó hen là nó không đi học được. Năm nay là nó bê bết dữ lắm, bỏ học nhiều, bị sáng là đi học không nổi, mệt. Cô tại sao khóc vậy? Sao em khóc? Chia sẻ cho chị Châu đi, sao khóc? Em thấy thương mẹ lắm. Tại sao? Sao thấy thương mẹ, thấy mẹ vất vả quá hả? Dạ, mẹ vất vả nhưng mà em học em không có được thành tích cao, không làm mẹ vui được. Bây giờ mình làm mẹ cỡ nào mình cũng phải gắng, mần thê mần mướn gì mình cũng phải gắng cho con nó học sau này đặng cho nó có cái nghề gì đó, đặng cho nó sống. Chị thì chị cũng bệnh đâu, mình đâu có biết sống với con mình sao được lúc nào. Đừng cho nó có cái nghề nghiệp đằng sau này nó nhờ cái bản thân của nó. Em nghĩ là em sẽ ước mơ đến mẹ có thể sống tiếp với em nếu khi em thành công. Không, tự nhiên nghe rất xúc động quá. Một cái điều ước nó nghe thì đơn giản nhưng mà chị và em nó có rất là nhiều cái điểm giống nhau quá. Con nói ra về để con cũng giống như là xin lỗi mẹ vì cái lời hứa này con không giữ được, con không làm được cái lời hứa này. Mãn mấy cái ngành nghề này rồi á, không có việc làm. Chị ước mơ sao mà mình bằng sao mà đỡ đủ nuôi con được rồi. Chị học trễ có 2 năm thôi, nó không phải là vấn đề. Nó không phải là vấn đề và nó cũng không phải là một cái chuyện mà mình làm sai để mà mình có thể, mà mình phải mặc cảm hay là mình phải canh cánh mãi trong lòng vậy. Thực ra cái sự nghiệp học hành của mình, cái con đường học tập với mỗi chúng ta nó là một cái con đường rất là dài. Người sáng chiếc áo trắng trên con đường đến lớp, bừng sáng chiếc áo trắng. Chúng ta sẽ phải mỗi ngày đều sẽ phải học, phải trau dồi những cái kiến thức mới ở thời điểm hiện tại và cho cả tương lai này, mình vẫn cố gắng đi đến tận cùng cái con đường học tập của mình. Hãy đón lấy ánh mắt những nụ hôn tươi sáng, mong sao che thơ gặp thật nhiều ba tiên yêu thương. Đón xem series Dream of Vietnam được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu đồng quyền trên YouTube Ngọc Châu Official.